Đây bữa Fortuner chẳng anh mua lại giờ chẳng anh dọn, anh em nhìn thấy lột xác đây không? Thấy lột xác đẹp không? À, chú ở dưới Khánh Hòa lên được trước chú cọc cho chẳng anh tiền rồi. Giờ chú lên chú lấy xe nè, cọc 5 triệu đó, đăng lên 5 phút hết cọc luôn. Cọc trong cái tình trạng là xe chưa dọn, hôm nay xe dọn xong rồi. Đánh bóng hết xe, đánh bóng đèn, làm cản lại. Đẹp chưa anh em? Đó, 209 xe đẹp lắm. Máy số rin hết. Được chưa? 4 cái vỏ tương đối mới luôn. Hôm nay chú lên chú nhận xe. Chú mua con là mấy con xe rồi? Hai con rồi. Mùa trước là có một con Kia Morning. Morning. Giờ mua tiếp con nữa. Rồi, một con nữa là hai con. Hai con trong vòng 2 tháng mua của Trần Anh là hai con đó. Ok. Rồi chú chạy thử đi nha. Đó, cho khách chạy test xe ở bên Trần Anh. Coi chừng dê cho cái đầu xe của anh đó. Rồi dọn xong rồi anh em thấy không, cục máy mở nó sáng trưng. Chú lên là chú nhìn mẫu xe này chú ưng ý, máy dầu bán giá này là quá hợp lý đó, bán ra ba có 320 anh em thấy không. Rồi, đây là cô chú ở dưới cái ngoài Nha Trang lên biếu cho anh nè. À, cái này là cái gì cô? Cái đây là sứa. Sứa, còn cái này là cà. Cà, sứa ăn. Cái này là cà, rau. Là rau cải này để gói dạ. Sứa này. Rồi cháu cảm ơn cô chú nhiều nha. Đây là cô chú ở dưới Khánh Hòa được trước lên mua xe bên Trần Anh một lần mua cho một người con gái. Bây giờ chú mua này là chú mua để phục vụ cho chú với cô. Đó lên hai lần rồi. Lên là biểu quà kép cho Trần Anh nè. Chú đây. Chú chú ơi, chú lên chú nhận thấy cái mẫu Fortuner chú thấy sao? Hôm trước chú phát biểu rồi, hôm nay để cho cô phát biểu. Cô không có biết gì xe đâu. Nói đi thì tình cảm trong anh. Cô thấy hôm nay lên cô nhìn mẫu Fortuner cháu dọn cô thấy như thế nào? Nói chung là nhìn cô không có làm máy móc nhưng mà nhìn bề ngoài thấy đẹp xe. Vâng. Nhưng mà cô cũng tìm hiểu tùm lum rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì đợt trước mua xe của Trần Anh á. Dạ. Đó, uy tín cho nên là cô quyết định lần này là lên lấy tiếp. À, rồi nói chung cảm ơn cô chú nhiều nha. Nói chung là cô chú lên đây thì con cũng không để cho cô chú phải suy nghĩ. Dạ, quan trọng là chú mua được cái xe đi tốt là ok rồi. Còn con bán cho chú, nếu mà con bán xe tàu lao thì chắc chú không trả lên đây lần hai đâu. Phải bán cho cô, chú ok, chú mới lên đây lần hai để mua xe chứ. Đúng không chú? Em nghe anh. Dạ. Vâng vâng, đây là mẫu Fortuner được trước Trần Anh đăng. Đây là chủ nhà về người ta cũng nói chung là về cũng thay thế một hai cái phụ kiện linh tinh như két nước nè, rồi thay nhớt mới nè. Hôm nay mẫu Fortuner Trần Anh dọn xong rồi. Đó Trần Anh bàn giao luôn với chú nè, chưa kịp đăng clip luôn. Nói chung là chú sống tình cảm, chú với cô thì lớn tuổi mà sống được cái tình cảm nha. Đó là vậy. Trần Anh cũng bán cái mẫu này nó rẻ cho cô chú thôi, để cô chú về cô chú đi tốt trùng bền với mẫu Fortuner. Hơn 300 xíu cho cô chú, hồ sơ bao rút hết tất tật luôn thôi cho cô chú luôn. Máy móc số rin hết. Đó, hôm nay dọn xe làm đẹp hết cho cô chú rồi. Gia đình nha. Rồi cái mẫu được chuẩn gốc gia đình luôn nha anh em. Đó Fortuner, anh em tìm giá tầm hơn 300 xíu anh em tìm nó ra. Đó xe này hở ra mất luôn, hở ra Trần Anh chỉ cần đăng clip là mất xe này luôn. Quá đẹp. Rồi hồ sơ bao đúng của chú luôn. Xíu nó bớt tiền lọc lẽ cho chú về Fortuner lên đường. Rồi chào anh em nha. Chú về dưới đó đang để rút hồ sơ để đăng kiểm luôn đi chú. Tại vì trên con á nó kẹt cứng luôn, không có thể nào mà đăng kiểm được. Dạ. Chú nếu ở dưới đó chú không đăng kiểm được, con sẽ cho người qua hỗ trợ chú đăng kiểm, chú yên tâm. Tại vì cái mẫu này chú biết không, nó là xe nguyên bản, nó không có độ chế. Từ mâm, từ đèn nguyên xây hết, không có độ chế gì luôn. Dạ, không. Chú yên tâm, xe đó là xe rim. Cam kết với chú là rim không có độ chế nha. Dạ, dạ. Nói chung là bây giờ là cháu nói chú nè, chú mua xe cho cháu một lần rồi đúng không? Cháu giao cho chú chưa bao giờ mà cháu xào hay cái gì. Và đúng với chiếc xe chú lên, chú đi giờ chú đi tốt trùng bền, chú mới lên lấy mẫu xe thứ hai bên cháu. Thì cái mẫu này cháu cũng nói với chú là y chang như vậy. Đó là nguyên bản không độ chế bất cứ một khoản nào. Nhưng mà cháu muốn á là khi mà rút hồ sơ á, là chú đăng kiểm ở dưới chú. Chú hiểu không? Là nó về cái sổ đăng kiểm là 79 Khánh Hòa của chú luôn. Đúng rồi.
nó không còn ôm cái sổ đăng kiểm 49 nữa cho nó tiện. Đó là vậy đó. Chứ xe nói chung là còn đăng kiểm 1 tháng đúng không? Đúng, 1 tháng thì cháu rút hồ sơ tầm cỡ 10-15 ngày là xong rồi, là chú về chú chạy hết cái đăng kiểm rồi chú đăng kiểm lại thôi. Còn nếu bữa đó chú sợ, cháu sẽ cho người qua nhà hỗ trợ đi đăng kiểm giùm cho chú, được chưa? Nói về yên tâm chưa? Rồi. Nha, máy móc bảo hành trọn đời nhá. Nói là dạ. Vô clip không này. Cháu ghi vô clip đây nè, xíu cháu đăng luôn mà, chú yên tâm. Rồi. Toàn ơi, làm giấy tờ cho chú đi. Nè, thấy rồi nè. Đó, sổ đăng kiểm, cà vẹt, bảo hiểm đầy đủ hết. Giờ cho chú đi ký đi em. Chú căn cước công dân chú. Ký giấy giao mẫu Fortuner cho chú luôn. Chú nhập về Đồng Nai à hay nhập về Nha Trang đúng? Nha Trang chứ. Nha Trang, chú ở Nha Trang mà. Đó, đây là tình cảm cô chú dành cho Trần Anh, anh chị thấy không? Người ta thương mình, nói chung là cô chú quý Trần Anh á, mua chiếc xe đầu là chiếc Kia Morning số tự động cho một con gái của cô chú đi. Đó, đến thời gian này chú lại lên chú mua nữa. Mình phải như thế nào thì khách người ta mới như vậy chứ. Được chưa anh em? Nó vậy thôi, Fortuner Trần Anh cũng bán cho chú giá hợp lý lắm. Rồi giờ Trần Anh làm giấy tờ để bàn giao mẫu Fortuner cho chú. À.